Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình có về được lô hàng dụng cụ đồ nghề nội địa Nhật, bao gồm ampere kim và đồng hồ đo điện các hãng Sanwa, Hiroki, rồi Yokogawa. Rồi mình xin giới thiệu lên đây để mọi người cùng coi. Và ai có nhu cầu món nào thì liên hệ với mình qua số Zalo điện thoại mình mô tả bên dưới. Ai không có nhu cầu thì coi giải trí. Xin mọi người cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để khi mình có video mới ra thì có cái chuông thông báo đó, nó sẽ báo cho mọi người biết để mọi người được coi những video mới nhất mà mình ra. Rồi bây giờ thì mình sẽ khui cái thùng đồ này bên trong để mọi người cùng coi giải trí. Rồi đó, mình nhập, người ta đóng cái này, người ta gửi máy bay á, đóng khung này, khung là bằng giấy á, nhưng mà nó giống như là gỗ vậy á, chắc chắn lắm. Đó. Rồi, chắc ha. Rồi. Rồi mình sẽ mở cái mặt sau này cho nó dễ. Rồi mọi người theo dõi cho mình xin một đăng ký kênh nha. Đó. Rồi đó, giấy giấy nó khung. Này con này rất chắc. Rồi. Đây, đầu tiên là một chiếc ampere kìm, ampere kìm hiệu Hiroki bên trong này. Rồi, Hiroki model 3100. Rồi, đo điện là ACDC, đồng hồ ampere kim nha. Đó, cái bên tạch tạch luôn. Rồi, Japan nha. Có trong cái gì đây? Người đo, cách hướng dẫn. Người đo. Rồi, để qua bên. Này ai có nhu cầu liên hệ mình qua số Zalo điện thoại mô tả bên dưới nha. Này thì đồng hồ kim thì nó thường nó rẻ hơn đồng hồ điện tử, cái này em bán có mấy, mình bán có mấy trăm nghìn thôi ha. Nguyên hộp luôn có mấy trăm thôi. Rồi mình qua bên. Rồi gì này. Rồi chiếc ampere kìm, hai chiếc ampere kìm mili hiệu Desan CP200, đo điện ampere, đo ampere mắc là 200A ha. Rồi. Lên vẫn còn pin à. Hai cái ampere mini, ampere kìm mini nha.
rất mới, nó mới trên 90%. Rồi. Rồi, mọi người ai có nhu cầu liên hệ với mình qua số Zalo, điện thoại mô tả bên dưới nha. Này thì hơn triệu một cái, này còn đẹp lắm. À. Rồi, nó qua bên. Gì đây? Một chiếc ống nhòm. Đúng rồi, cái lô là mình thấy cái ống nhòm mình mua về. Ống nhòm hiệu gì đây? Takana Zoom 821. Rồi, ống nhòm Japan nha. Có chữ Japan ở đây nè. Để mọi người có nhìn thấy không? Nó hơi nhỏ ở trong này. Có chữ Japan nha. Đó. Ống nhòm Nhật thì tuyệt vời rồi, không giống như cái hàng Trung Quốc mấy trăm nghìn này, mới nó mắc tiền lắm ạ. Này còn rất đẹp nha, nhòm thử ra. Wow, ngon phết này, nhìn xa lắm ạ. Này ai có nhu cầu liên hệ mình nhé. Này mình cũng bán mấy trăm thôi, chắc tầm 700 ạ. À, này mua với nó cũng 500 rồi. Cước phí gửi về đây đủ thứ, cái lời 100.000 thôi. Rồi, báo. Rồi, một chiếc đồng hồ đo điện kim hiệu Sanwa Kit 6D. Rồi, rất mới nha. Dây, rồi dây zin theo máy luôn. Này, hướng dẫn sử dụng. Rồi, cho vàng mới cắm luôn. Đây là ấy, trời ơi, nghe thành tách tách luôn, tách 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 à, nghe này nó còn thành tách tách vậy. Sanoa nha, nó ok rồi, nó mê luôn. Điện trả này, này nó pin này 10k 100k mê ôm luôn. Rồi mini ampere này, nó điện DC 1000V này, AC 1000V luôn. Rồi, DC 1000V, AC 1000V luôn. Rồi, ai có nhu cầu liên hệ mình nha. Cho mình một like và đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh góc này này, đó. Rồi, qua đây. Rồi, chiếc âm bạc kìm này. Rồi, một chiếc âm bạc kìm Hiyuki nguyên hộp luôn, full hộp luôn. Đấy, trong có gì? Một chiếc âm bạc kìm, dây. Rồi, này là cái dây đo nhiệt độ. Rồi đây, rồi âm kìm Yuki model là 3262, rất đẹp, nhập vào nè. Rồi hôm nay chắc cái thép của nó còn mới cống luôn. À, nó cắm luôn, nó ngọt này. Rồi, nên lô hàng mình tuyển chọn nên cái nào cũng hoạt động ok hết.
đó. Mình mua đấu giá mấy cái mua lô hàng tiền chọn này thì nó đắt lắm, giá nó cao nhưng mà toàn hàng đẹp thôi. Rồi lò điện AC DC đâu ôm này, rồi nhiều thứ này. Mình làm cái video quy quy hộp này thôi, còn mình sẽ làm cái video mà test đồ cho mọi người coi sau đó. Rồi đủ bộ nha, em ve đồ này đủ nha, không thiếu cái gì hết. Rồi, rồi qua bên cắm thùng gì nữa, thùng này chắc có em mới tìm trong luôn. Ui rồi. Chiếc kìm lỏng hai lần thùng luôn. Rồi em kìm heo kỳ cái gì này, đồng hồ đo điện heo kỳ luôn. Rồi bỏ hai cái luôn, ông nào có nhu cầu mua hai cái này về đúng bộ luôn, nhập trong mới. Rồi khá ha. Này bên ngoài này. Rồi, cũng còn thơm nữa. Hộp á, hộp đẹp ha. Đạp bàn này. Sách, sách. Chiếc gì đây? Đồng hồ Miyuki bự ha. Này đồng hồ này to lắm, to lắm nha, to lắm, đó. Bự lắm. Dây đấy, dây này có cái thay nữa hả, đấy thay này, dây này zin luôn nha, nhạc bên này Yuki. Rồi còn cái gì nữa đây, chọt chọt này nó có cái này nó an toàn ha, móc móc gì nè, qua đây dây gì không biết, không biết từ đâu đây. Thế nào? Nó kêu lên tách tách luôn. Em ban nha. Còn pin không? Check pin này. À vẫn còn pin. Đó, bật lên đây cái lên này. Check pin này. Bật lên đây nó không lên là hết pin đó. Đó. Lên này. Tắt này, bật này. Tắt này, đo này, ACDC gì đấy, thử này, cổng com này,
Này cũng đo điện trở nè, x1, x100, x10, 1 mê. Check pin. Pin. Nó lên đó. Này ngược ha. Nó lên đồng hồ của gì đó. Nên nó lại ngược ngược về đây. Bin up bin này. Này xe đó hay là nhiều chức năng quá. Để mát nghiên cứu rồi tắt đi. Nhưng mà bán đồ thì mấy cái này cũng không có giỏi bằng mấy bác chuyên về mấy cái này, em gọi là chuyên bán đồ. Mấy cái này là phải nghiên cứu tiếp. Đấy. Rồi này là mới ha. Rồi xem là em cuối cùng cũng trong hộp mình biết ra gì trong đây. Rồi em mới kìm Hiyuki cũng mới cống luôn, cái hộp là mới cống luôn á, còn không biết là cái ruột nó mới không này. Chắc chắn ha. Rồi coi cái bên trong. Rồi Hiyuki cái này dây đo nhặt luôn, đo theo máy luôn á. Cái bên này này cắn này. Rồi này cũng nhà bên này còn máy nó luôn, còn gì nữa không? Này không có chữ hả? Mấy cái bên thợ, mấy cái thợ bên nó cứ viết chữ vô đây này. Rồi em một em Hiyuki đây này, Hiyuki model là 3264. Đấy, bật này. Rồi nét không pin nét này mà mới lắm nè. Mới lắm rồi các bác coi nha, rất mới. Này nó lắp. Rồi cái này nó đo được điện là đo dòng này, DCA này, AC này. Rồi nó tần số dòng điện này. DC-V tới 1000V này. AC-V này 750 này. Rồi tần số dòng điện pin 9V là bàn nha, 1988. Cái thép của nó, thép của nó trắng ha, thép này thép liền khối luôn, thép liền khối luôn đó. Kêu này tách đi tách luôn. Đo ampe thì gạt qua đây nè,
Đấy. Vôn gạt qua đây. Nè, nút giữ. Đấy, giữ cái số đo của mình á. Rồi. Này đo điện là ACDC gì đây? Đấy. Nó me ACDC. À, nó vôn. Vôn này. AC này. DC này. Nhiều chức năng quá. Rồi, còn rất mới nha. Cũng là vô cầu liên hệ với em nha. Rồi, rất mới luôn á. 99% đấy. Còn gì không? Sách hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng còn cái gì trong này nữa, có cái gì không? Gài vô đo gì nữa này. Ốp lưng này, mày tháo cái mặt này nha, ốp vào đây đó. Rồi, vừa khít luôn. Áo mặt này nhau. Biết này lo cái gì luôn á. Bác nào làm chuyên với cái này cho em xin ý kiến, không biết là cái này nó đo cái gì ha. Làm chuyên với cái này để đo cái gì đây. Nó có chân gài này. Rồi, nó đo ở đây. À, có cái dây. Này. Cắm đây. Ừ. Người này cắm. Còn dây này nữa. Nhặt nhiều thứ quá. Rồi. Cái đi. Biết để đo cái gì nữa. Nào chuyên mấy món này à. Bình luận giúp em coi cái món này nó là cái gì nha. Cái gì? Rồi, tắt. Bác nào có nhu cầu liên hệ với em qua số điện thoại và Zalo em mô tả bên dưới nha. Đừng quên cho em một like, một chia sẻ và đăng ký kênh nha. Cảm ơn mọi người nha. Tất like. Giờ mới đem đi test đồ. Rồi. Video khui thùng em đến là hết. Xin chào mọi người. Em đem đi test đồ nha. Rồi, xin chào. À chưa chưa. Hôm nay nên mua được những món gì đây? Mẹ quả mẹ. Đây, nay mua được những món này. Âm pe này, đồng hồ âm pe này, hai cái này, ba cái đồng hồ âm pe này, hai cái đồng hồ đo điện này, một cái ống nhòm này, đó, ống nhòm đẹp lắm, ống nhòm Nhật xịn nha, không phải ống nhòm Trung Quốc nha, ống nhòm Trung Quốc 300-400 ngàn thì không nói nha, này là ống nhòm của Nhật nha. Ấy vào đây em chụp hình nhé. Rồi video khui thùng đến đây là hết. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người video sau. Em test những cái món này, chi tiết những món này rồi sẽ ra cái video gửi đến các bác. Xin chào mọi người.